thưa quý vị và các bạn lấn chiếm lòng đường về hè thậm chí là tập kết gỗ ngay dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông đó là thực trạng đang diễn ra tại huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình mà người dân địa phương này phản ánh đến kênh VTC9 đài truyền hình kỹ thuật số VTC theo đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi tập kết các loại nông lâm sản diễn ra khá phức tạp. Từ các tuyến đường liên thôn đến các tuyến đường liên xã đều xảy ra tình trạng này. Clip này được người dân ghi lại trên tuyến đường liên xã ở xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Các loại gỗ được người dân tập kết ngay dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông người dân ở đây cho biết đây không phải là lần đầu khu vực này bị lấn chiếm lòng đường để tập kết gỗ khiến người dân bức xúc người dân đề nghị lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra việc tập kết nguyên vật liệu lấn chiếm chiếm dụng vỉa hè lòng đường vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ nói chung để phòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra